Giới thiệu với các bác, đây là mô hình nuôi chuột lang. Em là Thao, kênh Chim Cú Gáy Hay. Và hôm nay là sáng ngày mùng 4, em có cho chuột lang ăn. Thì mỗi một ngày chỉ cần một bữa như thế này thôi. Nó sẽ ăn một ít cỏ. Cái cỏ này em cắt ở dưới đường. Cỏ re, cỏ ré, cỏ voi, rồi các loại cỏ. Ngoài ra thì các bạn cho nó uống nước ở cái máng như thế này. Kê hai bên gạch chỉ lên và cho nó uống. Máng nước này thì các bạn thường khoảng 5 ngày các bạn thay một lần. Và cái máng ngô ngô bột này thì các bạn khoảng 3 ngày các bạn thay một lần. Ngoài ra thì trên cái nền chuồng bằng đất. Ở đằng sau tấm bờ lô kia là các bạn rải một tấm ván để cho nó khỏi lạnh bụng. Đó. Ngoài ra thì các bạn có thể trên nền các bạn có thể rải trấu, rải bã bào hoặc là mùn cưa để nó tạo cái sự bông tơi xốp và nó sẽ ấm áp. Chuồng thì các bạn làm những cái tận dụng bằng những cái lưới, lưới xanh, lưới sọc như này để tránh rắn chuột mèo. Đó. Và có mái che ở trên, mái che bằng bằng bờ lô. Ở phần dưới gầm này thì cũng dùng bằng lưới để tránh chuột đen, chuột hoặc là những con rắn nó sẽ tấn công từ phía trên. Đấy. Thì báo cáo các bạn là mô hình này thì em đã duy trì từ năm 2019 và hiện bây giờ em nói qua về cái thuộc tính của nó. Đây là giống gọi là ở trong miền Nam gọi là bọ ú, ở miền Bắc thì gọi là bọ là chuột lang. Cái tập tính của chúng là chủ yếu là ăn cỏ nhá, cỏ. Ví dụ như các bạn có những cái cỏ cắt ở ngoài bờ ruộng, cỏ cắt ở dưới đường, cỏ voi, tóm lại là chất xơ, lá mía, lá tre, lá vông hoặc là những cái lá cỏ nhé. Ngoài ra thì các bạn bổ sung thêm ngô nghiền, đấy. Ngô nghiền. Và tất nhiên nếu như các bạn có cám ăn thẳng thì càng tốt, càng béo càng nhanh lớn. Nhưng mà chúng ta cũng nên tiết kiệm bởi vì là nuôi cái loại này nó nuôi rông dài. Và cái vòng đời của chúng thì chúng đẻ mỗi một lứa là khoảng từ 4 đến 5 con. Đấy. Và chúng nuôi theo hình thức là bầy đàn, nuôi theo tập thể. Đấy. Thường nếu như mà cái tỷ lệ trống thì các bạn có thể để ít hơn là tỷ lệ mái. Đấy. Chứ không không nhất thiết phải là theo từng cặp đôi. Đấy. Ví dụ như là các bạn có thể nuôi 10 con thì các bạn có thể nuôi 3 con trống cũng được. Không sao cả. Các bạn thân mến, thì cái loài này thì khi mà chúng nuôi thì các bạn chỉ lưu ý là không được để ẩm ướt, không được để bẩn quá, chứ không nó không có cái bệnh dịch hay là tiêm phòng gì cả các bạn nhé. Đấy, bạn này bên này mình cũng rất là nhiều. Đấy. Thì đây là một cái mô hình kinh tế cũng khá là mới. Bản thân mình vừa nuôi vừa cung cấp giống cho các bạn. Đấy, bà con anh em người thân cũng nuôi rất nhiều thì mình đứng ra thành lập cái kênh con chuột lang bọ ú. Thì đó là một cái ngoài cái kênh chim cú gáy và con giống đà điểu thì mình cũng bán rất là nhiều, có ngày bán 30 con, 50 con. Đấy. Số lượng thì phần lớn là các bá các dì các anh em trong gia đình cũng nuôi để tạo ra cái nguồn con giống cho mình để cung cấp trên giao hàng từ miền Trung ra miền Bắc nhé. Khuyến cáo các bạn từ miền Trung ra miền Bắc thì các bạn nên mua thì mình sẽ chuyển cho các bạn. Miền Nam thì tất nhiên tôi cũng sẽ chuyển nhưng mà nó cũng sẽ là rất là xa. Cái đầu ra của loại này thì mình thấy là cũng khá là dễ bán thôi. Một số những bác sĩ người ta sẽ nghiên cứu về tiêm thuốc như kiểu dạng chuột bạch, người ta sẽ tiêm, người ta thử. Một số xu hướng ở trong miền Nam thì đây là một món ăn đặc sản. Đấy, nó là món ăn phổ biến. Miền Bắc thì mình chưa chưa phổ biến bằng miền Nam. Mình quay lên, mình ướp ngũ vị rồi mình nướng hay như nào đó là ăn rất là ngon, mang tính chất là thương phẩm. Ngoài ra thì một số các bạn gia đình các bạn nuôi nuôi một bộ để cho trẻ nó chăm sóc. Một phần sẽ là cải thiện cuộc sống, một phần là nuôi chơi. Nó như là nuôi con gà, con đậu, con vật nuôi trong gia đình thôi. Ừ. Để chuồng trại thì các bạn thấy là nó cũng đơn giản đấy. Bạn xây lửng lên như thế này. Xây bờ lửng như này lên, bắn lưới xung quanh, lợp mái vào là xong. Đấy, làm nghiêng nghiêng dốc dốc. Loại này nó ăn cỏ đấy, các bạn nhìn nó ăn đỏ, đây là ăn cỏ như con thỏ kìa. Ăn cỏ rất nhiều, ăn nó phải ăn chất xơ để nó tạo nước. Gần như nó mà ăn cỏ nhiều thì nó không 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 mấy khi uống nước đâu. Đấy, nhưng mà các bạn vẫn phải để một cái máng nước như thế này. Đấy, các bạn thân mến.
Thì ngoài ra thì một số các cháu nhỏ thì thích nuôi làm cảnh, chúng ta nuôi lồng, nuôi những con màu rất là đẹp. Đấy, các bạn nuôi màu, con màu rất đẹp để cho các cháu vui chơi, yêu thích thú cưng, gieo rắc tình yêu thương cho các cháu, và các cháu không chơi game, không xem siêu nhân hay là xem những cái nhiều nghiện đó kia. Những cái con trắng trắng kia là cũng mới đẻ này, mấy ngày Tết cũng đẻ được thêm khoảng tầm chắc được khoảng chục con. Đấy, các bạn thân mến, đây là những con khá là yêu cưng chiều. Đấy, con trắng trắng kia là mới đẻ lúa. Đấy, các bạn mọi chi tiết thì các bạn cứ liên hệ cho mình để đặt mua giống cũng như là tư vấn kỹ thuật là 033 5305982. Đấy. Mình tên là Thao, hiện đang sinh sống tại cổng trại Đà Điểu thuộc xã Vân Hòa, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Các bạn thân mến, đây là một trong những cái yêu thích của mình, đó là cái kênh cây giống và con giống. Mình yêu thích chăn nuôi. Bản thân mình đã phát triển cái kênh chim, cái trang trại chim cua gáy với 3 cơ sở, lên đến hàng vạn con đã cung cấp cho bà con trên kênh chim cua gáy. Anh em đam mê chơi hàng mỗi một năm hàng vạn con luôn các bạn ạ. Nên mình cũng không nề hà khi mà có nhu cầu kinh doanh, nhu cầu phát triển thêm. Ngoài mình có bán thêm tất cả trên kênh đó thì mình phát triển là thêm cả cái con giống đà điểu. Đấy, năm 2019 vừa rồi thì mình cung cấp ra con giống đà điểu lên đến vài vài nghìn con giống các bạn ạ. Đấy, rất là nhiều. Đấy, tới đây thì mình sẽ phát triển mạnh về cái con chuột lang bọ ú và cái cây chanh bốn mùa. Cây chanh ra quả, ra trái, ra hoa bốn mùa, gọi là cây chanh tứ quý. Đấy. Thì cũng trước thềm khai xuân, nay mùng 4 Tết thì mình cũng xin đăng một cái clip chia sẻ là một cái cuộc sống hàng ngày của mình thì cũng tranh thủ cho uống nước, cho ăn, cho vài ngọn cỏ. Ở nhà mình đây thì nó thuộc về đường đồng cỏ Ba Vì, nên ra cái lượng cỏ này nó rất là nhiều. Đi bộ lòng vòng vòng cắt một lúc là được được một ôm nhỏ nhỏ này là cho ăn 2 ngày. Nó nuôi khá là nhàn. Đấy, mình nuôi ví dụ như nuôi tầm 100 con này, mình chỉ mỗi một ngày mình chỉ dành ra khoảng nửa tiếng đồng hồ là xong hết. Đấy, mình để lên đất này thì mình không phải dọn phân mấy, nó tự nó thấm xuống đất và nước mọi vấn đề. Đấy, thường thường là khoảng một tuần thì mình sẽ dọn một lần. Đấy, thì có ba xã có những người làm cho mình làm, thì hôm nay mình đầu xuân mình quay clip này thì hy vọng rằng sẽ đóng góp một cái khoảnh khắc đáng yêu, một cái thông tin chia sẻ về bản thân mình. Đó, mình tên đầy đủ là Vũ Văn Thao. Đó, một vợ 2 con và đang phát triển kênh chim cú gáy. Các bạn mà yêu mến và muốn tìm hiểu thêm về Thao thì các bạn có thể đăng ký và bấm vào nút biểu tượng cái chuông. Con này đang có chửa các bạn nhé, con này có chửa sắp đẻ rồi, con này có chửa sắp đẻ rồi. Đây, những con này nó mới đẻ được khoảng 1-2 tuần. Đấy, ví dụ thế. Thì các bạn thân mến là các bạn có thể theo dõi khi mà mình ra những video mới, thì khi mà các bạn bấm đăng ký hoặc bấm chuông thì các bạn sẽ là những người đầu tiên được thông báo và được đón nhận những cái video của mình. Đó, thì các bạn thân mến. Đấy, các bạn nghe tiếng chim cu gáy gù chưa? Đấy, chim cu gáy gù. Đấy. Thì ở đây thì mình xây theo mô hình trang trại. Thật ra là cái sự gọi là tự nhiên, dân dã, đơn giản là nó rất là cao. Đấy, các bạn thân mến, đấy các bạn đang nhìn thấy những khoảnh khắc nó ăn. Nó ăn dính chắc cả ngày chỉ hết bao nhiêu thôi. Đó. Và bên mình thì có văn phòng đại diện tại bến xe miền Đông và văn phòng đại diện tại bến xe Mỹ Đình. Tất cả các bạn mua chim cu gáy tại bến xe miền Đông và bến xe miền Tây thì mình đều chuyển đến an toàn cho các bạn. Đó. Và cái ekip của bên mình chuyển hàng rất là chuyên nghiệp. Đấy, một hệ thống mình xây dựng nhiều năm qua đã có những cái sự chuyên nghiệp mà mình chỉ cần chốt đơn hàng qua điện thoại và mình gửi. Và tất cả cái hệ thống nhân viên và anh em chuyển hàng sẽ có trách nhiệm gửi đến và chăm sóc. Và cũng như là các bạn có thể nhận tiền qua nhà xe. Tất nhiên mình sẽ ưu tiên các bạn là chuyển khoản đầy đủ. Mình sẽ giảm giá cho các bạn văn minh lịch sự chuyển khoản trước. Còn các bạn không chuyển khoản được, các bạn có thể cào thẻ điện thoại đặt cọc, hoặc các bạn có thể là những khách hàng quen thì mình sẽ linh động, mình sẽ gửi cho các bạn. Đó, đây là những cái khoảnh khắc khá là tự nhiên đúng không?
khá là tự nhiên, thì các bạn nhìn thấy đâu đó có một cái ô chuồng nuôi những con thỏ, động vật cưng này, chúng rút những cái lá cỏ chúng ăn. Có lẽ là video cũng khá là dài rồi, thông điệp mình muốn gửi đến rất 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 nhiều cho các bạn nữa, nhưng mà có lẽ là các bạn theo dõi kênh thì mới hiểu hết được về đâu về bản thân kênh của mình. Kênh của mình thì chủ yếu là phát triển về cây và con giống độc lạ hiếm có và duy trì gắn bó với bà con nông dân. Có lẽ là mình xin dừng video tại đây. Cũng như nhân dịp đầu xuân năm mới 2020, năm con chuột, mình đang quay video về con chuột, thì xin gửi lời chúc tất cả các cụ già cao tuổi, các bác, các anh chị em và các cháu thiếu niên nhi đồng, tất cả những người đã và đang đồng hành cùng kênh Chim Cô Gái Hay, đồng hành đồng chí Thao, sang một năm